thể làm được những điều các cô chú có thể làm được những cái điều phi thường mà bình thường chúng ta không làm được. Nhưng khi cái nguồn năng lượng yêu thương thì chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ vì cái người mà chúng ta yêu thương. Đó gọi là cái nguồn năng lượng yêu thương nhất. Và trong cơ thể của chúng ta cũng vậy, nguồn năng lượng yêu thương là nguồn năng lượng mạnh nhất. Và cái gì sinh ra đầu tiên đó là trái tim. Cho nên cái nguồn năng lượng ở cái vùng tâm của chúng ta, đó chính là nguồn năng lượng yêu thương. Và trái tim cũng được hình thành đầu tiên, đúng không ạ? Và ngoài ra nữa thì nếu mà ai hiểu về luân xa thì luân xa 4, luân xa tâm cũng là cái luân xa được hình thành đầu tiên trong cái dòng luân xa, trong tất cả các cái luân xa trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì hôm nay chúng ta học đến cái nội nhiên, cái nguồn năng lượng. Thì con cũng sẽ không nói về sâu về những cái từ khoa học hay về cái gì đó, mà con chỉ nói đơn giản là trên cơ thể của chúng ta có 7 cái vùng khí chính, 7 cái vùng huyệt đạo chính, nó tương ứng với trong yoga gọi là luân xa hay trong thiền định cũng gọi là luân xa. 7 cái vùng đó nó nằm trên cái vùng trục cột sống của chúng ta, nó tương ứng với các vùng huyệt đạo của chúng ta. Và 7 cái vùng đó nó không phải là cái gì mà chúng ta đóng nó lại hay chúng ta mở nó ra, nó chỉ là cái vùng khí tác động thôi, vùng xoáy khí tác động thôi. Đó, cho nên là chúng ta hiểu đơn giản nó có 7 cái vùng để chúng ta tác động vào đó. Chúng ta làm cho cơ thể của chúng ta tốt hơn. Mỗi một cái huyệt đạo, mỗi một cái vùng luân xa như vậy thì nó có tương ứng với lại cái sức khỏe, tương ứng với cái khí chất, cái tính cách của chúng ta. Nếu như vùng luân xa nào chúng ta hoạt động tốt thì cái tính cách, khí chất của chúng ta nó sẽ tương ứng với từng cái vùng đó. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ có cái bài thiền tăng năng lượng nội nhiên. Nội nhiên có nghĩa là trong cơ thể của chúng ta sẽ sản xuất, sẽ tự chúng ta làm nên cái nguồn năng lượng của chúng ta, gọi là nguồn năng lượng nội nhiên. Và ở đây thì hầu hết như chúng ta, nếu như chúng ta tập luyện yoga hay tập luyện tất cả các cái môn thể dục thể thao khác, nhưng với con nghiên cứu hay là con thực hành, trải thực hành trong 10 năm qua thì con biết rằng là chỉ có yoga nó sẽ giúp chúng ta sâu thẳm từ phía bên trong, cái nội lực của chúng ta mạnh lên. Đó là nó tác động vào cái hệ tuyến nội tiết trong cơ thể của chúng ta. Và khi mà chúng ta tập luyện, cho dù là yoga hay thiền định, chúng ta nên cố gắng tách bạch ra là chúng ta cố gắng làm cái vùng gốc của chúng ta mạnh lên trước. Đó là vùng 1, 2, 3. Vùng 1, 2 nó sẽ nằm ở ngay giữa bộ phận sinh dục và hậu môn. Vùng 3 nó nằm ở dưới thốn, cách ba thốn tay ở ngay dưới rốn của mình. Hoặc trong đông y thì người ta lại quan niệm là trên rốn ba thốn tay, thì có nghĩa là nó nằm xung quanh rốn của mình. Vùng 4 thì nó nằm ngay ức giữa hai vùng xương sườn với nhau là vùng 4. Vùng 5 này nằm ngay ở yết hầu. Vùng 6 giữa hai chân mày và vùng 7 là đỉnh đầu. Vậy thì ở đây nó sẽ có 7 cái vùng như vậy để tác động. Nếu như mà chúng ta có 1, 2, 3 tốt thì lập tức tất cả 4, 5, 6, 7 nó sẽ tốt lên, tự tốt lên. Còn nếu như chúng ta chỉ tập trung vào 6 hoặc là 5 mà cái gốc của chúng ta không có, 1, 2, 3 chúng ta rỗng, thì sức khỏe của chúng ta nó không bền. Và nó sẽ có những cái loạn khí, hay là người ta gọi là tẩu hỏa nhập ma hay gì gì đó. Đó chính là chúng ta bị mất cái gốc và chúng ta chỉ có tập trung vào cái phần trên thôi. Không có gốc thì chúng ta sẽ bị loạn khí hay là bị sức khỏe của chúng ta sẽ bị rối loạn. Đó, nó là vậy đó. Vậy thì ở đây cái vùng 4 là cái vùng kết nối giữa hai vùng. Nó là trung tâm kết nối giữa 1, 2, 3 và 5, 6, 7. 1, 2, 3 thì nó, 1, 2 là nó liên quan đến hệ sinh sản, liên quan đến cái sự tự tin, rồi cái nội lực của chúng ta. 3 cũng thế, 3 là nó thể hiện cái sức mạnh nội tâm của chúng ta. Cái, ví dụ như là chúng ta muốn làm lãnh đạo thì cái 3 nó khỏe mạnh. Còn cái 4 là yêu thương, là kết nối, là chan hòa vân vân. Còn cái 5 là nó liên quan đến vấn đề là chúng ta ngôn ngữ hoặc ngôn. Những ai mà cầm giấy nói 2 tiếng không cần giấy ấy, là những người người ta phát triển đến vùng 5 này, hoặc ngôn, đúng không ạ? Người ta có rất nhiều các cái từ ngữ trong đầu của họ, hoặc ngôn, hoặc nói, có thể là logic, nói cho mọi người có thể hiểu được. Đó là cái 5. Còn cái 6 thì chúng ta có được một cái trực giác tốt, chúng ta cảm nhận được cái điều gì đó, chúng ta biết được một cái gì đó trước diễn ra, hoặc là một cái gì đó trực giác, rồi là về về trí thông minh vân vân, là cái 6 của chúng ta phát triển.
Còn cái 7 thì nó là định. Cái định này thì không thể nói, nó là thể phúc lạc, không biết nói như thế nào. Cái này thì chỉ có ai là cái người thiền tập, ai là cái người và đạt được cái điều đó thì người ta mới cảm nhận được cái đó thôi. Còn cái định đấy nó rất là khó, cái 7 nó rất là khó để đạt được. Cho nên cái đó thì không biết diễn tả như thế nào. Vậy thì trên cơ thể của chúng ta sẽ có 7 phần như vậy. Thì hôm nay chúng ta sẽ thiền mantra ba âm cơ bản của vũ trụ. Đấy là âm A, U, M. Âm ôm ý ạ, mọi người có nghe từ ôm nhiều không ạ? Ôm trong thiền định cũng có, ôm trong Phật Pháp cũng có. Ôm trong Phật Pháp nó chính là câu ôm mani bát mê hum, đúng không ạ? Cái từ ôm này chúng ta sẽ gặp rất là nhiều. Và cái ba âm cơ bản của vũ trụ nó là âm A, âm U và âm M. Vậy thì trong cái ngâm mantra của ba âm này chúng ta sẽ ngâm như thế nào? Âm A chúng ta sẽ tròn miệng, O, sẽ há khẩu hình O và chúng ta sẽ cảm nhận cái độ rung của phần rốn. Rốn của mình sẽ có cái độ rung của phần rốn nhất định. Vậy thì cái âm A nó sẽ hỗ trợ cho vùng 1, 2, 3. Chúng ta nhớ nhé, khi mà chúng ta ngâm cái phần A, chúng ta sẽ tập trung về vùng rốn và chúng ta sẽ cảm nhận cái độ rung của vùng rốn. Nó sẽ là tác động cho 1, 2, 3. Cái âm thứ hai là âm O, nhưng nó gần như là U, O tròn mồm. Nó sẽ là U, O, nó là âm U nhưng mà nó sẽ gần như âm O. O, đấy, O tròn miệng là O. Và cái này chúng ta sẽ cảm thấy độ rung giữa hai cái mạng sườn, hai cái vùng xương sườn ở ức, nó sẽ là vùng 4. Cái âm O nó là vùng 4, là vùng kết nối của giữa 1, 2, 3 và 5, 6, 7. Vậy thì cái âm Ơ, âm M, âm M, M nhưng mà chúng ta sẽ đọc là hai hàm răng chạm vào nhau, hai môi khép vào nhau và miệng hơi bè ra. Lúc này chúng ta sẽ thấy toàn bộ vùng cổ họng nó rung lên và cái tần số nó sẽ tác động vào phần não của mình. Giống như là chúng ta tập cái phần thở ong ấy. Ai mà đã tập phần thở ong rồi thì cái phần M để chúng ta ngâm lên nó giống như là cái việc thở ong đấy. Hai hàm răng chạm vào với nhau, nó độ rung ở hai bên tai của chúng ta. Đó. Vậy thì ba cái âm này nó là đại diện cho ba âm cơ bản của vũ trụ, ba âm đầu tiên trong tất cả các âm thanh khác khi mà được tác động vào. Vậy thì khi mà chúng ta ngâm ba âm này thì mỗi một âm chúng ta chỉ cần ngâm 7 lần. Chúng ta sẽ chuyển sang âm thứ hai, chuyển sang âm thứ ba, chúng ta sẽ ngâm ba âm cơ bản để tác động vào toàn bộ 7 cái trục luân xa chính của chúng ta. Và khi ngâm cái mantra này xong chúng ta cảm thấy rất là vui. Cho nên cái bài này gọi là thiền tăng cái sự nội lực của chúng ta lên và giúp chúng ta vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Đó, con là cứ hướng đến cái gì sức khỏe và niềm vui thôi, không có gì phải to tát cả. Đó. Vậy thì hôm nay trước khi mà chúng ta vào cái phần thiền này, chúng ta sẽ thở sát nam. Và mọi người sẽ ngồi lên gót chân cho con. À, chúng ta thở sát nam để chúng ta kích hoạt một chút. Và sau đó thì chúng ta sẽ thiền mantra. Ngồi lên gót chân. Nếu như có ba anh chị nào đau chân thì lấy cái gối. Ngồi lên ạ. Xong tách hai cái đầu gối của mình ra một chút. Hai tay chúng ta nâng lên. Nếu ai bị đau tay thì chúng ta có thể để hờ hờ ha. Nhưng nếu không thì chúng ta sẽ phải gì ạ? Giơ lên. Giơ lên. Đúng rồi, thẳng tay, đưa tay ra sau, giữ lưng thẳng. Sau đó thì chúng ta đặt ánh nhìn vào giữa hai chân mày, khép mắt lại. Và chúng ta sẽ có đọc từ sát mạnh và nam nhẹ. Sát là hít vào, nam là thở ra. Sát nam có độ co rút của bụng. Có độ co rút của bụng, từ sát là rút, nam nhả bụng ra. À, bắt đầu nha, chúng ta sẽ có 2 phút. Bắt đầu nhắm mắt lại. Sát nam, 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 sát
nằm, sát nằm, sát nằm, sát nằm. Đọc to câu sát nằm lên nào. Sát nằm, 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 sát nằm. 30 phút nữa và 30 giây nữa. Sát nằm, 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 sát nằm. Rồi giữ nguyên tay ạ, hít thật sâu vào mũi ạ. Thở ra bằng miệng. Hít sâu vào mũi ạ. Thở ra bằng miệng. Hít sâu bằng mũi. Thở ra bằng miệng. Rồi chúng ta thả lỏng tay. Tiếp tục hít thở đều. Tiếp tục hít thở đều. Rồi chúng ta ngồi xuống ạ. Khoanh chân lại. Chúng ta ngồi thật thoải mái. Hai tay ngửa, lòng bàn tay khum lại, đặt lên trên gối. Chúng ta khép nhẹ mắt lại, luyện sinh khí. Rồi chúng ta sẽ đặt ý vào những vùng mà con sẽ đọc cho cả lớp. Thì chúng ta cảm nhận là khí đang tụ ở vùng đó. Rồi bắt đầu. Hít vào. Tâm, 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 chán, 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 chán. Thở ra, tôi muốn đẩy khí qua hai lòng bàn tay. Hít vào. Tâm, 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 chán, 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 chán. Thở ra, tôi muốn đẩy khí qua hai lòng bàn tay. Hít vào. Tâm, 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 chán, 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 chán. Thở ra, tôi muốn đẩy khí qua hai lòng bàn tay. Hít vào. Tâm, 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 chán, 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 chán. Thở ra, tôi muốn đẩy khí qua hai lòng bàn tay. Hít vào. Tâm, 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 chán, 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 chán. Thở ra, tôi muốn đẩy khí qua hai lòng bàn tay. Hít vào. Tâm, 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 chán, 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 chán. Thở ra, tôi muốn đẩy khí qua hai lòng bàn tay. Hít vào. Tâm, 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 chán, 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 chán. Thở ra, tôi muốn đẩy khí qua hai lòng bàn tay. Hít vào. Tâm, 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 chán, 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 chán. Thở ra, tôi muốn đẩy khí qua hai lòng bàn tay. Hít vào. Tâm, 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 chán, 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 chán. Thở ra, tôi muốn đẩy khí qua hai lòng bàn tay. Hít vào. Tâm, 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 chán, 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 chán. Thở ra, tôi muốn đẩy khí qua hai lòng bàn tay. Hít vào. Tâm, 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 chán, 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 chán. Thở ra, tôi muốn đẩy khí qua hai lòng bàn tay.
Tiếp tục hít thở đều, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng. Cảm nhận sự lan tỏa của hai luồng năng lượng từ lòng bàn tay lan tỏa lên toàn bộ cánh tay, lan tỏa nóng ấm dần lên vùng vai gáy, cảm nhận lên đỉnh đầu, lan tỏa dọc sống lưng xuống vùng tận cùng của đốt cùng sống lưng. Cảm nhận sự lan tỏa nóng ấm dần lên toàn bộ cơ thể của bạn. Cảm nhận sự thả lỏng của cơ thể, thả lỏng của tâm trí. Cảm nhận phần nội lực của bạn đang được mạnh dần lên. Sự nóng ấm ngay vùng đáy chậu của bạn lan tỏa lên vùng rốn, nóng ấm ngay vùng tâm. Cảm nhận sự nóng ấm ngay vùng ức, vùng yết hầu, toàn bộ vùng trán và đỉnh đầu cũng đang được nóng ấm dần lên. Sự thả lỏng của cơ thể, sự thả lỏng của tâm trí. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ngâm mantra. Mantra này chúng ta sẽ bắt đầu từ vần A. Sẽ tập trung vào vần rốn. Cảm nhận độ rung ở rốn. Và chúng ta hít vào, chúng ta ngâm. Đến bao giờ chúng ta ngâm là chúng ta thở ra hết thì chúng ta lại tiếp tục hít vào và ngâm thở ra cho đủ 7 lần. Chúng ta sẽ chuyển âm rồi bắt đầu tập trung vần rốn nha cả lớp. Hít vào. À, chuyển sang âm u, tập trung ở giữa hai xương sườn hay vùng lưng xa xương sườn. Chuyển sang tập trung ở vùng cổ họng.
Gửi nguồn năng lượng yêu thương, lời xin lỗi và cảm ơn đến mẹ vũ trụ, mẹ thiên nhiên và đấng tạo hóa chúng ta gọi chung là người. Chúng ta sẽ có 4 câu. Chúng con xin lỗi người, hãy tha lỗi cho chúng con. Chúng con cảm ơn người, chúng con yêu người rất nhiều. Chúng con xin lỗi người, hãy tha lỗi cho chúng con. Chúng con cảm ơn người, chúng con yêu người rất nhiều. Chúng con xin lỗi người, hãy tha lỗi cho chúng con. Chúng con cảm ơn người, chúng con yêu người rất nhiều. Chúng con xin lỗi người, hãy tha lỗi cho chúng con. Chúng con cảm ơn người, chúng con yêu người rất nhiều. Chúng con xin lỗi người, hãy tha lỗi cho chúng con. Chúng con cảm ơn người, chúng con yêu người rất nhiều. Chúng con xin lỗi người, hãy tha lỗi cho chúng con. Chúng con cảm ơn người, chúng con yêu người rất nhiều. Chúng con xin lỗi người, hãy tha lỗi cho chúng con. Chúng con cảm ơn người, chúng con yêu người rất nhiều. Rồi chúng ta hãy ngửa hai lòng bàn tay đặt lên gối và hãy tĩnh lặng trong vòng 1 phút, gửi năng lượng yêu thương của mình đến người. Rồi tiếp tục chúng ta hãy tưởng tượng tất cả những bàn tay của chúng ta trong lớp đang được nắm chặt lấy nhau, đang lan tỏa nguồn năng lượng yêu thương, lan tỏa từ người này sang người kia. Một vòng tròn năng lượng yêu thương đang được kết nối, đang được lan tỏa, đang xoa dịu đi những nỗi đau, đang được thả lỏng, đang được thư giãn, đang cảm nhận hơi ấm được lan tỏa từ người này sang người kia. Một vòng tròn năng lượng yêu thương, một vòng tròn năng lượng tích cực. Chúng ta hãy cảm nhận toàn bộ cơ thể thả lỏng, toàn bộ tâm trí thả lỏng, cảm nhận sự thoải mái nhất ngay lúc này. Hãy nở một nụ cười thật tươi trên miệng. Cảm ơn. Cảm ơn tất cả những người bạn đã có mặt trong lớp ngày hôm nay. Cảm ơn mẹ vũ trụ, mẹ thiên nhiên. Cảm ơn đấng tạo hóa đã ban cho chúng ta nguồn oxy, đã ban cho chúng ta nguồn năng lượng. Tất cả chúng ta hãy chắp tay lại, cùng vang lên 3 tiếng ôm để kết nối năng lượng của bài thiền và cùng ôm Shanti để cầu bình an và hạnh phúc. Hít sâu. Hít sâu.
Tôi cầu bình an cho bản thân tôi, cầu bình an cho người thân và bạn bè của tôi, cầu bình an cho tất cả mọi người. Tâm trí đặt lên trán, linh hồn trên môi, trái tim trước ngực. Tôi cầu bình an cho tất cả mọi người trên trái đất này. Chúng ta xoa hai tay vào với nhau, xoa nóng hai lòng bàn tay lên. Rồi nhẹ nhàng áp hai lòng bàn tay vào hốc mắt của mình, cảm nhận hơi ấm, lan tỏa. Rồi từ từ mở hai tay rộng sang bên thái dương. Tiếp tục lần thứ hai, xoa nóng hai lòng bàn tay lên. Rồi chúng ta áp vào mắt, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Rồi tiếp tục mở hai tay sang bên. Rồi tiếp tục xoa tay lần cuối, xoa nóng hai lòng bàn tay lên. Và chúng ta áp vào mắt, cảm nhận hơi ấm lan tỏa, giữ một chút. Mở mắt xoay tròn trong lòng bàn tay, xoay đảo chiều ngược lại. Hạ hai tay xuống trước ngực, mở mắt nhìn vào hai lòng bàn tay. Chắp hai tay lại chào nhau, namaste. Rồi chúng ta khung tay lại, chúng ta vỗ thẳng chuỗi chân và vỗ thẳng các cơ. Rồi chúng ta khoanh chân lại, vỗ thắt lưng. Rồi vỗ tay vai cả lớp. Rồi chúng ta lỏng tay ra nào, hít thở nào, lỏng tay, làm thật mềm tay, hít thở. Rồi cảm ơn cả lớp. Chúc cả lớp có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc, tràn đầy năng lượng. Với một thời lượng chương trình nó khá là ngắn, nhưng con cũng hy vọng rằng là có một cái gì đấy gửi cái nguồn năng lượng yêu thương nhất đến tất cả mọi người trong lớp mình. Và con cũng muốn là lớp chúng ta có những cái nhận xét, những cái cảm nhận của riêng bản thân mình với lại chương trình. Thì các bạn trong chương trình, các bạn có thể là set up thêm nếu như các cô chú thích những cái chương trình như thế này. Đó. Và ngoài ra nữa thì hôm nay con có, cuối giờ con có đưa một 4 cái câu. Cái này con giải thích thêm một chút, tại vì là các cô, các chú có thể là thực hành cái câu đó hàng ngày. Bởi vì chúng ta có những người, các cô chú có thể là đến 70-80 tuổi nhưng chưa bao giờ nói cảm ơn một lời với mẹ thiên nhiên, mẹ vũ trụ, đúng không ạ? Với đấng tạo hóa, đúng không ạ? Chúng ta hít không khí hàng ngày, chúng ta đâu phải trả tiền. Nhưng mà nếu mà ai mà ốm đi vào bệnh viện mua oxy á, trả nhiều tiền không ạ? Trả rất là nhiều tiền. Nhưng hiện tại hàng ngày chúng ta đang free, đang hưởng free về cái nguồn oxy đó. Nhưng chưa bao giờ rất ít người hướng tâm nói lời cảm ơn. Tại sao phải có lời xin lỗi ở trong đó? Vì chúng ta đang tham gia vào cái quá trình hủy hoại môi trường, có không ạ? Dùng túi ni lông, lãng phí nước, lãng phí đồ ăn, vân vân, rất nhiều, chúng ta rất nhiều tội. Con nói là như vậy, rất nhiều tội, con nhiều tội lắm. Cho nên là chúng ta sẽ có những cái hướng tâm như vậy để làm gì ạ? Để chúng ta an trong tâm của chúng ta và chúng ta hạn chế ô nhiễm môi trường, hạn chế những cái gì liên quan đến tổn hại sức khỏe, và chúng ta hướng tâm đến một cái điều lành nhất, đó là nói lời xin lỗi và cảm ơn. Nó đơn giản chỉ là như vậy, nhưng mà nó tạo cho chúng ta có một cái năng lượng rất là ấm áp. Hôm nay cả lớp mình có thấy ấm áp không ạ? Năng lượng chúng ta truyền cho nhau, chúng ta thấy ấm áp không ạ? Dạ có. Vâng, con cảm ơn cả lớp nha. Con chúc cả lớp là đó, chúng ta chỉ cần như vậy thôi, rất là đơn giản, không có cái gì to tát cả. Cứ như vậy hàng ngày như vậy là chúng ta có một cái cuộc sống rất là... Mời cô giáo. À vâng ạ, thì con chào cả lớp, cảm ơn cả lớp, namaste. Các cô, các chú nhớ nhận xét cho các bạn trong chương trình nhé.